Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Bản tin sáng nay thứ ba, ngày 31 tháng 5 sẽ bắt đầu bằng một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 72 cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, bệnh nhân đang điều trị bị suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho người từ 50 tuổi trở lên. Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19. Cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Khoảng cách tiêm ít nhất là 4 tháng sau tiêm mũi 3. Mũi nhắc lại lần 1 Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3, chỉ hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý 2 năm 2022, theo chỉ đạo của chính phủ. Kết thúc ngày tiêm, đã có 72 người được tiêm, trong đó có 40 người được tiêm mũi 4, 29 người tiêm mũi 3, 1 người tiêm mũi 2 và 2 người được tiêm mũi 1. Trong số 72 người được tiêm, có 40 người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 là cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch và 32 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, không có trường hợp nào có phản ứng sau tiêm, sức khỏe những người được tiêm đều ổn định. Ngày 30 tháng 5, Đảng ủy quân sự huyện Bảo Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 765 NQ. UTU ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn năm 2013-2020. Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự huyện đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến đấu một cách đồng bộ, toàn diện, đạt chất lượng hiệu quả thiết thực. Đã tổ chức 6 lần kiểm tra định kỳ đối với toàn cơ quan, 150 buổi thông tin thời sự, học tập các chuyên đề về giáo dục chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp cho 100% cán bộ đảng viên. Bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh các trường trung học phổ thông đạt 100% kế hoạch tổ chức huấn luyện chiến dịch cho 179 lượt cán bộ, đạt 99,7% kế hoạch. Tập huấn cho 2.300 lượt cán bộ dân quân tự vệ, nghiên cứu được 5 sản phẩm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có tính ứng dụng cao, có thể đưa vào phục vụ công tác và huấn luyện tại đơn vị để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thời gian tới đảng ủy quân sự huyện bảo lâm tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản của cấp trên để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu giáo dục chính trị xây dựng chính quy quản lý rèn luyện kỷ luật xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện thực hiện tốt phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, lãnh đạo huyện Hạ Lang đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi tại các trường học trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện đã thành lập 4 đoàn đến thăm, tặng quà cho thiếu nhi tại 7 điểm trường trên địa bàn huyện với tổng kinh phí là 14 triệu đồng trích từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các trường học đã tạo điều kiện tốt nhất cho các em được học tập vui chơi. Mong muốn cô trò các nhà trường tiếp tục đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đặt ra. Đề nghị chính quyền cơ sở tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn đến công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trường Tiểu học Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng vừa tổ chức chương trình ngoại khóa Hành trình về nguồn cho gần 300 em học sinh các khối lớp 3, 4, 5 của trường. Tại khu di tích lịch sử Kim Đồng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, thầy cho nhà trường đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của người anh hùng thiếu niên tuổi nhỏ trí lớn Kim Đồng, tưởng nhớ người đội trưởng đội nhi đồng cứu quốc đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ cách mạng. Liên đội nhà trường đã tổ chức lễ kết nạp 36 học sinh vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và tuyên dương khen thưởng 200 đội viên tiêu biểu cháu ngoan Bắc Hồ. Tham gia các hoạt động tại khu di tích lịch sử Kim Đồng, giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về người đội trưởng đầu tiên của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, từ đó không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan bác Hồ. Tiếp đó, thầy trò trường tiểu học Ngọc Xuân đã đến dân hương và báo công với bác tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, thầy và trò trường tiểu học Ngọc Xuân đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân Việt Nam. Tiếp theo sau đây sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Chiều tối qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Gareth Ward chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam và nghị viện anh những năm qua hai bên đã duy trì trao đổi đoàn các cấp duy trì tiếp xúc tham vấn tại các diễn đàn nghị viện đa phương đặc biệt là tại liên minh nghị viện thế giới hội nghị đối tác nghị viện á âu nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả giữa quốc hội hai nước là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn đại sứ Anh tiếp tục làm cầu nối cho việc tăng cường quan hệ giữa hai quốc hội, đề xuất các hoạt động hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2023. Theo đại sứ tiềm năng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh trong các lĩnh vực còn rất lớn trong các lĩnh vực như nâng cao tính minh bạch trong quản trị công, xây dựng khung khổ pháp lý cho kinh tế số, phát triển công nghệ cao. Đại sứ Anh cho biết, biến đổi khí hậu là vấn đề hệ trọng của toàn cầu hiện nay. Về lĩnh vực này, chính phủ Anh đánh giá rất cao cam kết của Việt Nam tại COP26 và định hướng phát triển bền vững, phát triển xanh mà Việt Nam đang nỗ lực thực hiện. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Tổng cục thống kê vừa công bố số liệu về tình hình kinh tế xã hội năm tháng đầu năm, theo đó, ngành chế biến chế tạo vẫn là đầu tàu tăng trưởng, đạt mức tăng 12,1%. Đây cũng là mức tăng vượt trội so với trung bình các tháng đầu năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 cũng tăng 22,6% so với cùng kỳ, đạt quy mô tăng còn cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Trong đó, đáng chú ý, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và tăng gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng từ đầu năm nay có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm đạt 7,71 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Về thu ngân sách tính ra 5 tháng đầu năm đã đạt 57,1% dự toán năm và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Về lạm phát, bình quân 5 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước. Con số này dù cao hơn mức tăng của 5 tháng đầu năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng của 5 tháng đầu năm 2017-2020. Ngày càng nhiều công ty Đức ở châu Á đang tìm kiếm các giải pháp thay thế sau khi chuỗi cung ứng tại Trung Quốc bị gián đoạn và Việt Nam hiện trở thành lựa chọn mới của các công ty Đức. Theo báo cáo, tuần kinh tế của Đức ngày do chính sách không Covid nghiêm ngặt của Trung Quốc và chuỗi cung ứng bị gián đoạn, ngày càng nhiều công ty đức ở châu á đang tìm kiếm các giải pháp thay thế đáng chú ý việt nam hiện trở thành lựa chọn mới của các công ty đức tại châu á nhiều công ty đức nhận thấy việt nam có thể trở thành địa điểm sản xuất việt nam có lợi thế về thuế quan nhờ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương và là quốc gia châu á duy nhất ngoài singapore có hiệp định thương mại tự do với eu sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây là rất ấn tượng và ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng do COVID-19, Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, Việt Nam có quan hệ thương mại rất tốt với nhiều nước và nằm trong khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới là châu Á, với nhà máy mới từ Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1 tháng 6, mưa rông mạnh sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi Bắc Bộ là chính. Cục bộ có điểm mưa to, khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa rông vào chiều tối và tối. Do mưa lớn đã xảy ra nhiều ngày qua cộng với mưa sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Do đó các vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước nên nguy cơ trượt lở đất đá vẫn ở mức cao. Người dân khu vực vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở tránh gây thiệt hại về người và tài sản lý giải về nguyên nhân gây mưa lớn ở Bắc Bộ, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội chiều ngày 29 tháng 5. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phân tích do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 22 đến 25 độ bị nén nên ngày 29 tháng 5, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng. Chiều ngày 29 tháng 5, hiện tượng mưa rông Nhiệt xuất hiện sớm ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, sau đó dịch chuyển đến khu vực Hà Nội, gây mưa lớn trong khoảng 2 giờ. Ngoài ra, vào thời điểm cuối tháng 5 như hiện nay, các tỉnh thành phố Bắc Bộ thường xuất hiện mưa rông, nhiệt vào buổi chiều và tối như cơn mưa rông mạnh ở Hà Nội vào chiều ngày 29 tháng 5. Theo Bộ Y tế tính đến nay, trên cả nước số người mắc COVID-19 là trên 10,7 triệu người với trên 9,4 triệu người khỏi, số ca mắc mới đang có xu hướng giảm dần. Trong các trường hợp khỏi bệnh, một số người dân sau mắc COVID-19 xuất hiện các dấu hiệu triệu chứng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc khả năng lao động và có nhu cầu đi kiểm tra sức khỏe. Để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân nói chung và người sau khi mắc COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc bộ, giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố, thủ trưởng y tế ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai một số giải pháp cụ thể củng cố hệ thống khám bệnh chữa bệnh để thực hiện công tác cấp cứu khám chữa bệnh thường quy đồng thời bảo đảm công tác phòng chống dịch covid-19 trong đó chú trọng các giải pháp cải tiến tăng cường chất lượng khám chữa bệnh hướng dẫn trần đoán và điều trị covid-19 hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do sars-cov-2 tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau so mắc covid-19 khám chữa bệnh phục hồi chức năng cho người mắc và sau mắc COVID-19 thực hiện theo đúng các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế đã ban hành. Khám chữa bệnh thường quy và khám chữa bệnh phục hồi chức năng cho người có dấu hiệu triệu chứng sau khi mắc COVID-19 theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở, bảo đảm các chỉ định phù hợp, tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc chỉ định không phù hợp, không cần thiết tuyên truyền phổ biến kiến thức và tư vấn sức khỏe cho người dân về phương pháp phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin số ca nghi nhiễm COVID-19 tại nước này duy trì ở mức dưới 100.000 trường hợp trong ngày thứ hai liên tiếp và không có thông tin về số ca tử vong mới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết đã có thêm hơn 89.500 người ghi nhận các triệu chứng sốt trong vòng 24 giờ qua. Tổng số ca sốt được ghi nhận tại Triều Tiên từ cuối tháng 4 đã lên gần 3,5 triệu trường hợp, trong đó gần 3,3 triệu người đã bình phục và hơn 186.000 bệnh nhân đang được điều trị. Triều Tiên cho biết nước này có thể giảm bớt hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 khi tình hình đại dịch ở đây có dấu hiệu cải thiện và việc lây nhiễm dịch bệnh đang được kiểm soát. Tin của KCNA đề cập khả năng Triều Tiên có thể nới lỏng hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 để ngăn chặn tình trạng nền kinh tế trở nên ngày càng xấu đi. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng tình hình dịch bệnh trong nước đang được kiểm soát. Triều Tiên đã dỡ bỏ các hạn chế di chuyển liên quan đến đại dịch COVID-19 tại thủ đô Bình Nhưỡng vài tuần sau khi nước này phát hiện trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.